như nào ấy anh ơi, chấp như nào ấy? Không được đâu, live stream ấy đấy, này thi thủ đấy, live stream thi thủ đi cho đàng hoàng ấy. Trận đấu bắt đầu, chúng ta cùng cổ vũ cho anh Dũng Hải Sản và anh Cường Quần Áo trong trận thuộc vòng 1/16 giải nghiệp dư snooker câu lạc bộ 88 Lê Trọng Tấn. Trận đấu giữa anh Dũng Hải Sản gặp anh Cường Quần Áo. Anh Dũng Hải Sản chấp anh Cường Quần Áo 17 điểm. Rồi, vừa rồi thì anh Dũng Hải Sản đẹp 3. Trận đấu bắt đầu rồi. Anh em cùng chia sẻ mạnh video về tường để cổ vũ cho các cầu thủ đó. Cơ hội cho anh Dũng, anh Cường Quần Áo vừa chạy đạn lỗi, con cái đập bom lỗ 10 quay lại. Tiếp trọng tài cẩn thận vào, để ý vào. Bỏ áo xuống. Rồi. Tốt, một điểm cho anh Dũng Hải Sản. Ôi, yếu sinh lý rồi. Anh điều đen nhưng mà hơi yếu sinh lý. Mất đường đen rồi. Này, cơ này chắc chắn anh sẽ đánh xanh tím rồi. Một điểm đầu tiên cho anh Dũng Hải Sản. Một, 17. Chào tất cả anh em nhá. Anh Dũng Hải Sản chạy đạn. Hai cầu thủ đang chạy đạn giằng co. Anh Dũng Hải Sản thì chấp anh Cường Quần Áo 17 điểm. Chào Trường Trinh nhá, chào tất cả anh em. Suýt chính xác.
Chào lại cố, chào tất cả anh em. Tốt, tôi vừa chạy ra ngoài công việc thì anh Dũng Hải Sản đã đi được cặp rồi. Tiếp ơi, không bấm được thì gạt ở dưới cho nhanh. Tốt. Điều ra đen rồi, rất là đẹp. Thẳng. Anh Dũng Hải Sản đang ghi những cờ rất đẹp mắt. Quá xinh xắn. Tiếp tục là một cặp hồng nữa của anh Dũng Hải Sản. Tốt. Quá hay. Hợp cơ bi lát. Dũng. Thiếu chính xác rồi. Bao nhiêu rồi? Như vậy là anh Dũng Hải Sản đã vượt lên dẫn trước 29-17. Quá hay. Anh đi một seri đòn. Thank you.
Đào Huynh. À, bàn này lỗ rất bé bạn nhá. Bàn này lỗ bé ăn nhiều. Anh Đẹp ơi, anh Đẹp, anh Hải chạy đâu chưa? Ôi trời ơi, cường quần áo cho đánh cách lỗ xa thế. Số là 2932. Mì gì á? Cường dẫn 32 à? Cường quần áo đã dẫn 32-29. Như vậy là vừa rồi là một cơ rất hay của anh Cường quần áo. Anh Đạt ơi, anh Đạt, em bảo. Mai có khi là cái lượt đầu cho mẹ đánh hai bàn thôi. Thế thôi, đánh hai bàn thôi được. Hai bàn nhưng mà cho một bàn giữa là như một bàn ở đây luôn. Không đánh hai bàn. Hai bàn không, nhưng muốn em muốn livestream từ đầu như là cho nó đẹp. Livestream thì có bàn này để đánh ấy thôi, có bàn này lỗ nó to quá đấy. Đánh hai bàn này xong thì xong thì ấy. Phải bề đi bề lại mà ngại đi. Đánh lại một bàn này một bàn này. Bàn này lỗ nó to. Đánh chung kết thôi. Đâu, đánh bán kết chung kết rồi. Đánh hai trận bán kết rồi chung kết rồi. Đánh ba lượt rồi. Ba lượt thì đây, thì ba lượt đây. Còn nếu không ấy, nếu không thì cho đánh bốn bàn này cùng lúc. Hai trận này xong xong bắt đầu đến cái trận này thì bắt đầu đánh bàn này. 11 giờ nhỉ? 11 giờ, nhưng mà tôi mình cứ ghi ở đây 10:30 cho con cao su. Đánh mẹ 10 giờ đi, đi hẳn 10 giờ đi. 10 giờ đi. Xong đó cao su, đúng không? Bây giờ cho anh em ra sớm tí. Ôi giời, ông nào lại đá vào cái kia rồi. Đào Huynh đúng rồi bạn ơi, độ bé lắm. Ô, anh Cường quần áo đánh gì đây? Bao nhiêu hồi tiếp ơi? 30-32. Anh gọi Su Su đi anh Hiệp. Ta. Thank you.
Chào Duy Mừng nhá, chào tất cả anh em. Không, cái này loại trực tiếp mà. Cần gì số điểm. Nhớ không vừa được rồi, mấy không rồi? Một đều à? Một không ai thật đấy? Hay quá nhở. Được đấy. Pha chạy đạp tốt của anh Cường quần áo. Ôi, lỗi. 34-32. Bao nhiêu rồi? À. Ai 37? Cường 37, Dũng Hải Sản 30. Alo. Alo. Ờ. Xa phết đấy. Đấy là bên xe nghĩa nó khoảng 90 cây, 9 cây. Ờ. À. Nhà bạn ở chỗ nào nhỉ? Thành phố thì. Thành phố thì gửi, thành phố thì gửi văn phòng Hải Âu có phải tiện hơn nhiều không? Nhưng mà không cần phải ra đón xe, hàng nó về văn phòng, thích ra lấy lúc nào cũng được. Chứ không cần phải là chờ xe nó chạy, hiểu chưa? Ok. Ờ, về văn phòng thì hàng có đảm bảo, về nó xếp vào văn phòng nhưng là thích thì lúc nào ta lấy cũng được, nó có hóa đơn, nó có gọi điện nó báo cho bạn ra, chứ còn cần gì phải gửi xe là phải chờ trực đến xe nó về ra lấy. Tiện quá nhà. Tiện qua nhà anh trả tiện bằng văn phòng, lúc qua nhà chứ đâu đi bạn công việc nhất này loại sao lại phải sắp xếp lại loại đúng không? Kia văn phòng thì bạn thích lúc nào ra lấy cũng được, đúng không?
Rồi, ok ok. Ok ok ok. Alo. Bạn tôi hợp cơ mà. Tôi hợp cơ. Lưu 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 cái số mới này lại nhá. Bỏ bỏ cái số kia đi. Lưu cái số này lại. Chuẩn bị đánh đấy. Năm mốt ba tám, anh Thu Hải Sản đã dẫn 5138 rồi. À, 5838. Chu Đức Bình. Alo. Alo.
Quá tốt. Mai anh đánh lúc 11 giờ. Chịu rồi. Chịu rồi. Không được. Anh phải đánh 11 giờ rồi. Chịu rồi. 11 giờ, 11 giờ. Vâng. Mấy đùi đấy? Mai á? Mai lúc đấy ngày mai mà anh thắng thì vào vòng sau mới chạm 3 thôi. Còn trận sáng sớm ngày mai lúc anh đánh 11 giờ vẫn chạm 2. Làm teo vào trọng tài đi. Đùa. Lười thế nhở. Ôi dồi. Chả hiểu anh cười quần áo anh đánh kiểu gì. Sáu tư bốn ba anh Nam ơi. Rồi anh Tú Hải Thản đang gác 21 điểm trên bàn 22 điểm. Vẫn còn cơ hội cho anh Cường quần áo. Tốt, 4 điểm. Cơ hội cho anh cơ quần áo thôi.
Ôi đánh à, một pha chạy đạn của anh Cường quần áo, chạy đạn rất là kín luôn. Ui ôi, một pha chạy đạn quá hay của anh Cường quần áo. À bằng tốt. Dường như vẫn ra đường riêng. Duy Học đánh bàn này khó lắm bạn ơi, không phải đơn giản đâu. Duy Học Slocker này ăn một bi đỏ xong ăn bi màu, sau khi hết bi đỏ thì rồi 5-2 6-4 à đâu 4 đã đúng không, 5-2 6-4 bóc ăn luôn, quá hay. Một pha bóc hồng quá hay của anh Dũng Hải Sản. Như vậy là anh Dũng Hải Sản đã giành chiến thắng. Sáu tư, bảy bốt. Quá hay. Tỷ số là 1-0 cho anh Dũng Hải Sản. Anh Đạt ơi, bỏ ba kia vào đánh luôn đấy. Mười tám đi ạ. Quá tốt. 18-7. 25. Trượt. Như vậy là 25-0. Anh Dũng Hải Sản chấp anh Cường quần áo 17 điểm. Mì nấu bò.
Được đấy, Lam Te có Lăng Khiếu làm trọng tài đấy. Chuẩn đấy. Một pha chạy đạn của anh Dũng Hải Sản. Một pha trong công có thủ rất hay của anh Cường Quần Áo, buộc anh Dũng Hải Sản phải a băng. Ai 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 nhìn được bàn này này, Hà Dung 147 thì được thưởng không thì nói thẳng là 47 điểm còn đang chật vật đây, 147 điểm. Rồi thế thì rất đẹp cơ hội cho anh Dũng Hải Sản rồi. Bao nhiêu rồi Lam Đen? Ai đọc không? 260 Lam Đen. Không. Ôi giời. Thôi đừng đổ nữa, cho nước vào em đổ, bao trong kia em nhìn cái quạt này thổi vù phát toàn ra đây. Đừng đổ nữa. Một cặp hồng cho anh Dũng Hải Sản. Hà Dung không thể vớ được bạn ạ. Vớ thì chỉ vớ được một hai con bi thôi chứ còn được vớ cả bàn thì không thể vớ được. Ao ước được 47 điểm thôi còn đang khó. Hay quá. Anh Dũng Hải Sản đang đi một series run rồi. Tốt. Rất tốt. Ôi, trượt đỏ rồi. Quá đáng tiếc. Bao nhiêu rồi Lam Đen? 17-26. Như vậy là vừa rồi anh Dũng Hải Sản đi được series đòn 17 điểm.
Giờ đến lượt anh cược quần áo. Rồi, một cú cân trong công có thủ. À, Dũng. Anh nhà hàng hải sản Dũng Thu thì ui. Cú đánh tương đối chính xác của anh hay thế nhở. Anh cửa quần áo vừa chạy đạn vào con lòn khe. Hà Dục, anh Dũng Hải Sản, chủ nhà hàng Hải Sản Dũng Thu trao giải đi được 147 điểm là một chiếc BMW X6. Tốt. Một điểm cho anh Dũng Hải Sản. Hà Dung kể cả là lỗ giữa hay là lỗ góc đều bé hơn hết. Đẩy lỗ rất bé. Chính xác 6 điểm. 6, 7, 10, 23 điểm. Để cả khay à? Ghi tên vào cho anh Hải cho anh. Anh Hải chủ ấy. Anh bảo là ghi tên vào cho anh Hải ấy. Không hiểu à? Nói giọng ra là bắt đầu ấy rồi. Bao nhiêu ấy? Làm đen này bao nhiêu ạ? 27-23, cường quần áo đang dẫn 27-23. Good.
Quá nhỉ. Nay gặp cặp này. Thắng là vô cờ luôn. Thank you.
mẹ đi đâu không? Có, bây giờ chạy về đưa mẹ con đi ra ngoài đi. Dạ, anh về luôn không? Hả? Đi đẩy, đưa đi rồi. Cửa anh về rồi, anh ngồi cho em bỏ ra về. Đẩy đi. Mai còn những trận nào? Đấy, mai còn tứ kết không? 1, 2, 3, 4, 7. Rồi chậm. Tứ kết, bán kết, tứ kết. Đánh mẹ sớm thì đánh từ 10 giờ đi. 10 giờ 11 giờ. 10 giờ? Ừ, đánh từ 10 giờ đi. 10 giờ vậy có 2 bàn thôi. Xong tổng anh đánh được 2. Thì đánh trước đi. Tùy anh. Tại mai nhà anh có cái rỗ thôi anh. Cho đến bây giờ anh chưa rỗ. Anh đánh 10 giờ nhá. Anh gặp ai? Trái biết gặp ai? Tiếp tiếp rồi. Đâu ạ? Anh gặp tiếp thì. Anh gặp tiếp tiếp thì. Thế thì tiện thì đánh luôn đây này. Mai đến phải đánh. Hay là đánh luôn. Anh Hải anh chửi cho đấy. Đâu bán kết thì mới quay nên là mới không sợ. Thì cả anh mai anh đánh trận 10 giờ đi. Ừ, mai anh đánh trận 10 giờ. Với lại anh tiếp anh của ta là 10 giờ không? Anh bảo luôn anh tiếp đi. Tiếp ơi. Tiếp. Mai 10 giờ anh đánh nhá. Sáng mai 10 giờ anh đánh nhá. Ông này còn đi ăn dỗ. Ừ. Cũng được không? Tại vì nhà anh buổi trưa lại dỗ 11 giờ đánh muộn quá. Ok. Đánh sớm, ai có việc thì đánh sớm. Xong về ăn dỗ xong quay lại cho vừa hợp lý. Anh. Hết rồi. Chúng con với à, anh đặt ship vào luôn bàn này ship nhá. À thôi, không lại ship nữa thì phải đón con này. Mèo máy tiếp Xu Hiệp. Rồi mèo máy khử nó. Xong rồi gặp tôi. Gặp tôi. Tôi khử lốt hai thằng này. Xong rồi tôi vào tôi khử lốt ông. Thì tôi sẽ gặp cái loại hải sản để dùng khử lốt xong rồi view. Ông làm tè. Nói như đúng rồi nhỉ. Thank you.
Vẫn chưa kết thúc được trận đấu, vẫn đang giằng co. Em chấp bao mấy điểm đấy? Quá chính xác. Một đuôi ạ? Anh Dũng, một đuôi ạ? Số là 4257 nhá.
số là 4257 một đuôi. Anh cờ quần áo không dám ăn con hồng bởi vì anh đang bị gác 4257. Mà ăn hồng ăn đen thì là không đủ điểm thắng, buộc phải bắt một đuôi. Bắt một đuôi thì rất là khó. Thế là thua luôn. Tức anh ăn rồi là thua. Như vậy là anh Dũng Hải Sản đã vượt qua anh cờ quần áo.